rồi sau đó mọi người đã quay trở lại với kênh Linh Baby nha. Thì ngày hôm nay mình có một tin chấn động bực kè mọi người. Tôi chấn động tới nỗi cái lỗ mũi tôi chưa cắt chỉ mà bây giờ tôi phải tháo cái lỗ mũi ra để tôi đi liền luôn là mấy bạn biết rồi đó. Các bạn biết tin gì rồi đúng không? Đó chính là bà VV, bà vượt cạn thành công rồi. Có nghĩa là em bé Zino đã ra đời. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip này để đi vô bệnh viện thăm bà V nha mọi người nha. Nhưng mà trước khi vào clip thì các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh của Linh nha mọi người ơi. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi liền. Nóng quá rồi, ngày hôm qua nay tôi không ngủ được luôn. Tại vì là biết sao không? Nghe bà đi sinh là tôi cũng lo lắng, tôi cũng bồn chồn, tôi cũng hóng dữ lắm luôn á. Nên là ngày hôm nay lần đầu tiên mình sẽ gặp mặt Zino nha mọi người. Đây sẽ là phần quà. Chúc mừng mẹ VV và em Zino vừa càng thành công của tôi. Nói cái này thì kiểu là mẹ bầu mà chỉ có uống sữa với ăn trái cây là nhanh lại sức nhất thôi. Nên là mình sẽ mua nguyên một giỏ trái cây như thế này đó, để đem vô tặng mẹ con nhà bà V. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi thôi mọi người ơi. Lẹ đi chứ tôi hóng dữ lắm rồi, không có nói nhiều nữa. Vô lẹ lẹ. Ê, bây giờ là không biết là bà V ba ở phòng nào. Nhưng mà vô đây mình phải nhỏ nhỏ thôi, mình không có được nói chuyện lớn. Còn rồi cho em bé nghỉ ngơi, hiểu không? Bây giờ mình sẽ đi kiếm coi là không biết là bà ở cái phòng nào nữa. Bây giờ 80 cái phòng, không biết cái phòng nào để vô luôn á trời. Rất là dài lắm. Chết rồi, giờ bà ở đâu ta? Giờ sao biết đường kiếm ta? Thế nó dài, nó rộng lắm luôn á mọi người. Không thể nào mà biết được là cái đó nó ở đâu chứ. Vậy? Nãy giờ em đi kiếm anh. Ủa? Mà em không dám la, em sợ người ta bắt. Có mình em đây em không dám la. Ủa, sao đâu vô bệnh viện vậy? Sao vậy? Anh đi sanh mà không lẽ anh... Thì anh đi sanh mà không lẽ anh... Ủa, không phải anh đi sanh lộn. Vì đi sanh không lẽ em không biết. Đúng không? Vậy em phải vô thăm chứ. Anh chắc em vô thăm bà V đi. Ủa, đang đi lấy đồ ăn cho bà V luôn. Trời ơi, vô đây thăm. Ăn chưa hả? Hơi ăn được không? Ủa, không được. Cái này cái mẹ bầu à. Đây tuy phòng nằm là 4010 nha. Đây, em. Nè, bắt đầu dữ lắm luôn nha. Hello. Trời ơi, đi sanh mà định trốn hay gì? Không có trốn này ạ. Trời ơi, Zino này mọi người. Rồi, đây là ảnh đầu tiên của Zino này. Trời là một ngày tuổi. Zino một ngày tuổi. Trời ơi, trộm vía chưa? Mọi người ơi, đừng có mê nha. Quay đầu đi. Quay đầu con. Chưa, để nó thức á, nó thức á, nó ngủ đâu. Để thức này. Trời ơi, chọc vía, mấy bà đừng mê nha. Mốt đừng kiếm Zino. Trời tóc vậy. Rồi, mấy mốt là mẹ vê lép với Zino rồi. À, thấy cô Linh lạ, cứ nhìn cô Linh hoài. Trời ơi, kìa. Kiểu, ủa ai đang? Trời ơi, em bé nhỏ xíu, mọi người bằng tay của mình. Đúng rồi, cái mặt bằng cái mặt tay của anh. Bao nhiêu ký? 3 ký má. Tầm 3 ký. 3 ký mốt má. Ủa? Được thêm 100 gram. Trời ơi, trời ơi, trộn vía. Ai chồng dưới bây giờ để bà ẩm con lên nha. Ồ, có kìa. Cho con lên ẩm thử. Mọi người nhìn coi giống ai? Giống ba hay giống mẹ? Giống ba hay giống mẹ đó mọi người. Này là tôi thấy là giống mẹ nhiều rồi. Giống mẹ nhiều. À, giống mẹ coi. Giống mẹ V. Trời ơi. Mọi người biết sao cho bà tôi dài không? Tại vì nó phá quá. Giống là đều bao tay này nó cứ giục tôi đi lụm suốt rồi. Thôi bây giờ cho bà tôi dài luôn khỏi lụm. Cái áo này là nó có sẵn tay luôn nè. Đó, ví dụ vậy cái tay như này, cái tay. Lòi ra đây. Đúng rồi. Xong lại đây. Ủa cái áo dài vậy? Thì là vì thay bao tay luôn, khỏi bung ra luôn. Trời ơi, sao? Lấy sao? Trời ơi. Ê, chị Miến hả? Tôi là người đầu tiên nghe, tôi là người đầu tiên. Mới sinh ngày hôm qua luôn. Đó, đúng rồi. Zino là sinh ngày 6 tháng 6 mới sinh hôm qua, hôm nay là ngày 7 đó là đấy. Là chị Linh đang thăm đi. Sao xăng xe luôn đấy. Ngày xăng xe. Cái xăng được ông này đó. Đó, xăng Zino luôn. Đây, đây, là giờ chị Linh ẩm rồi, lấy dí chị Linh liền đi. Đó. Trời ơi, cô hay dữ luôn á. Chỉ là cho thăm một lần hai người thôi, mà tại sao xuất hiện người thứ ba là sao? Trời ơi, nãy giờ cô đứng ngay cái bàn đó, nãy giờ là em biết là cái bàn cũng quên. Sao giờ chị lên dùng mấy nhân kế được rồi mẹ? Thôi thì tôi quá tuổi. Con già mà tôi dùng mấy nhân kế. Chắc nói là cháu đang khóc và cháu đang không ai dỗ. Không, chẳng đợi. Trời đất ơi, cô lên tốt cho em qua chơi, vừa tặng quà nữa nè. Ai, quà phần quà đầu tiên của em bé Zino mọi người. À, tháo ra cái này phía trước nè, này ngược lại, ngược lại, ngược lại, quay lại, quay lại. Đây là biết gì không? Bà bầu mới sanh xong là đa số là uống sữa, với lại phải ăn trái cây nữa. Nó mới bổ được rồi đó. Đây okay. Nè, Linh Baby chúc mừng là VV và em Zino vượt cạn thành công. Đó, nghe chưa? Tôi xin 5 phút quảng cáo xíu nha. Nói về vượt cạn thì công nhận mọi người hôm qua tôi chứng kiến từ đầu đuôi sự việc chị Vi sinh thường thì tôi cảm thấy là tôi giỏi hơn. Hôm qua phải cho vô. Bật khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà thì tôi kể thôi chứ tôi không có quay lại được. Mà Vi là nhập viện lúc 11 giờ đêm ngày 5 tháng 6. Rồi Vi bị nằm đau chuyển dạ cho tới 2 giờ chiều ngày hôm sau là 14 tiếng. Rồi sau đó Vi mới sinh được em bé Zino ra bởi vì
con cầu con khỉ. 3 giờ chiều. Ba giờ chiều. Ba giờ chiều. Dặn còn nửa tiếng. Thôi em ẩm đi về à. Có gì đi về. Ok rồi, lần này là tính xác rồi gái. Ẩm về nuôi luôn. Hả? Này là phải nhẹ vé, nhẹ vé. Trời ơi. Tới quay cục vàng của B á. Chậm vé em Gino, trời ơi, cưng lắm nha nhà. Tóc quá trời. Tôi nhìn B nha mấy bà ơi. Gì đá rồi đây. Ẩm, coi ẩm nè. Trời ơi, coi kìa, có cái mặt nè mọi người ơi. Chết à. Trời. Liếc. Cặp mắt hơi bị lanh nha. Đó. Cô tính mặt này tôi. Người ta gọi là mặt trái xoan nè. Đó, có cầm đỏ. Cái cầm nè. Mũi cao nè. Mắt giống ba Đức. Mắt hơi hí nha con. Kệ nó, con trai thì cũng đẹp cũng được đi. Hàn Quốc rồi đó. Trời ơi. Mắt là mắt phượng. Đét đèn đẹp, căng đét. Rồi siêu phẩm của mẹ B với ba Đức rồi đó. Rồi tới công chuyện khúc này. Bung ra cho coi đó. Bộ đồ mới xong. Bộ đồ dài xong vậy. Bộ đồ gì. Nếu bộ bỏ dài dài quá. Rồi cái tay con nhỏ đâu. Nè đây. Đây tôi bỏ ra. Móc cái tay ra rồi. Cái tay thì là phải móc ra mới ra được. Dạng hay nãy giờ lên ẩm rồi mà không luôn quá. Đó. Lì. Không. Nhát. Cái tay ảnh chút xíu. Trời ơi nè. Nè. Trời ơi. Tay móc dài lắm. Dựng tay. Bàn tay ngồi viết nha. Cái tay dài như bà Ba trang rồi. Đó. Ôi bàn tay bà dài. Trời ơi bà đó cái tay làm gì mà coi cái chân của nó này nè. Ôi. Trời ơi cái con chân y chang như bà dê, nó chân dài sao. Trời ơi. Trời bớt coi mày. Đó. Không chịu. Chịu đó nha. Trời ơi kìa. Chắc vài năm nữa tới con. Mọi người đợi vài năm tới tôi. Hả? 2-3 năm nữa đi. Vài năm là nhả vé cho hả? Nhả vé liền. Trời ơi, chậm vé em Gino nha. Rồi, bây giờ là ba là giữ em rồi. Bây giờ là đi tới mẹ nè. Bây giờ là mẹ bầu ăn cái gì? À không, hết bầu rồi. Mẹ bỉm sữa ăn cái gì? Mẹ bỉm. Ủa sao có ly cà phê hay gì ta? Cà phê trà sữa. Không biết nữa. Đây, hôm nay là mẹ bỉm được ăn cơm ngon dữ ha. Cơm với cá. Nè, thịt. Ủa, gà. Cá, cơm, cái này là su, củ su với cà rốt. Tôi nhớ hồi xưa mấy người mẹ là 1 tháng trời hay 3 tháng trời phải ăn thịt heo đó. Ừ, sao bữa nay được ăn gà hả? Không, tại bác sĩ nói là hả, ăn sáng cũng bằng phở bò nữa. Ý là ăn gà, ăn phở, ăn thịt, không kiên kỵ gì hết. Tại vì bác sĩ nói là phải dậy mới có đủ chất sữa, mới có sữa đồ đó là thì đủ chất cả. Ủa này canh là canh cải mọi người. Ăn xong húp canh, có đồ xào, có canh, có đầy đủ luôn ha. Rồi có tráng miệng là... Tráng miệng là bánh. Bánh mu trà xanh. Mu trà xanh với nước. Trời ơi. Trước này chắc nước trà quá. Ồ không biết nước gì. À là bầu ngang qua. Ủa là bầu hoài luôn. Trời ơi bị dính bầu hoài. Ngang qua ăn trưa mà chưa biết là cái gì. À nước trà. Đúng bài rồi. Dữ dội. Còn bánh nữa kìa, sao nhiều vậy? Bánh này là bánh dành cho khách mời. Ủa vậy hả? Khách tới chơi nhà. Thôi được rồi, giờ mời. Giảm cân. Ủa này dám giữ chứ má. Rồi thôi đây tôi ăn cho má bà ăn chi. Thôi. Cái gì cho bà nội? Cá gà là thấy không ăn được. Ha. Thôi xơi đi. Ngon nha mọi người, đồ ăn rất là ngon. Sáng okay là đó. Ngày mai thì sẽ có thực đơn là người ta sáng người ta hỏi là mai có hủ tiếu xào muốn tôm, ăn gì hả? Đúng rồi, với lại hủ tiếu nước thịt thì ăn gì? Cái chọn hủ tiếu nước thịt. Trời ơi ngon quá, ngon bằng. Vi sẽ ở trong đây 3 ngày. Ủa, hay không đẻ, thường đẻ ở 2 ngày mai về. Là đẻ hôm qua, hôm nay, ngày mai. Vậy là tính là tính hôm nay mới hôm nay đúng không? Không tính ngày hôm qua đúng không? Rồi đến hết là 2 ngày mai là. Đẻ thường là 2 ngày đi về, vậy là tối mai chiều mai bà về hả? Đúng rồi, chiều tối mai về. Chiều mai là về nhà nha mọi người. Nhanh lắm. Trời ơi, có luôn. Mới mua. Hello Gino. Sáng cho cô Linh ở đây là quay bỏ bài mới mua sáng tay về gieo. Dữ dằn luôn. Hello Gino 666-2024. Đó. Hello Gino. Đó là một lát nữa là anh Đức với chị My là sẽ quay một clip với cái bánh kem này để up lên TikTok để thông báo là Gino đã ra đời. Đó mọi người đợi cái đó đó, mọi người không cái đó. Mọi người nhớ coi cho chịu Gino mọi người. Nguyên ngày hôm qua không ngủ được. Ôi không ngủ được, bà này bà xanh chứ bà đã lo lắng, tôi còn lo hơn bà nữa. Tôi với bà già là 8 giờ rưỡi sáng là anh Đức nhắn tin, xong là đọc tin nhắn anh Đức, xong cái hai tôi với bà trà đúng không, ngồi đợi hoài, ngồi đợi xong hai bà bàn tán biết xanh cho sao đâu mất tiêu rồi ta, rồi đâu mất tiêu rồi sao hai bà ngồi đó hoài luôn, xong tới trưa luôn, tới trưa cái đợi tới 3 giờ là bà mới xanh đó. Diễn già 14 tiếng mà cứ 5 phút đau một lần. Trời ơi, mọi người biết sao không? Nằm trong phòng xanh là không có ai được ra vô trơn, ngoại trừ y tá và người chồng. Đúng rồi mẹ tới bắt đợi mười mấy tiếng, em trai tới không có vô, không ai vô Mà rồi đó. Nói chung là sinh em bé rất là cực khổ chứ không phải dễ đâu mọi người. Xong rồi đẻ ra còn nuôi ẻm nữa. Nên là cũng mong là Gino sau này là chăm ngoan học giỏi, chăm chí để cho mẹ bé nhờ. Đó. Luôn. Cái tay của hả? Gáo già của kiệt tay ngồi nói rồi đó, quạo rồi đó kìa. Rồi mặt quạo rồi đó. Tới giờ ăn. Giờ ăn đến rồi. Mẹ ăn phải, con phải ăn chứ. Bổ xong rồi. Xứng động. Rồi cá cũng ngon.
cái nước sốt ngon mà. Cái nước sốt phải làm hấp dẫn cho bà mẹ bỉm ăn. Nãy anh nhìn này tưởng là trứng cá không à. Trời đất ơi. Nó giống nè, nó giống nè. Mà cá này ít xương. Ngon nha mọi người. Được, xuất sắc. Nói rồi. Nghe. Em bé đói nha. Bố mà để vô lạnh. Đói rồi, em đói rồi. Bố mẹ nó lên. À gì hả? Đây. Em ẩm nè, em cho đố nha. Nè, ẩm đi. Rồi đói ăn nghe cái. Thấy mẹ ăn cái thèm hả? Nghe mùi là đói rồi. Thấy mẹ cái thèm. Nghe mùi cá. Trời ơi yên liền. Chưa quen á. Em chưa quen á. Em mới có ngày em chưa có quen á. Chưa quen á, chưa biết cả. Chút chéo à. Rồi phê rồi. Đó, đố uống này mốt ra nhiều chuyện quá. Rồi phê rồi. Mốt cho con đi làm hài độc hại được. Rồi bye bye Gino. À, cô Linh mới cho cà bình sữa cho uống sữa xong rồi xong cái phê phê ngủ rồi. Dạ. Nãy giờ tính ra là cô Linh nuôi Gino nha. Nuôi Gino trong vòng 20 phút. Thử thách rồi. Thử thách rồi. Trời gì đâu dạ, phê quá trời này đó. Ngủ rồi, ngủ rồi. Ngủ rồi. Hay quá, vỗ tay. Rồi, ok luôn. Vậy. Bye bye, Gino nha. Trời hôm nay trời đúng rồi, bye bye cô chú. Dạ, tạnh mưa lên mới về được nè mọi người đó. Tạnh mưa rồi, tạnh mưa rồi. Trời sáng mới về được thế hả? Rồi, ok. Thôi, mình kết thúc clip tại đây thôi mọi người ơi. Còn không clip mà hành trình gia đình Gino thì qua đây. Sắp tới là thấy là tiếng động rồi, biết lắm á. Bật mí rồi đó keo rồi đó. Ngày mốt là cô Linh qua gặp Gino tiếp ở nhà. Xong tới lời tháng tới thêm nó khôi nôi rồi đó. Trời ơi, tới rồi đó. Trời ơi, còn quá trời, quá trời. Ok. Bye bye. Bye bye.